Theo sử sách, Quế Châu là vùng đất cổ có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Toàn huyện có 256 di tích với nhiều di vật quý mang dấu ấn văn hóa tín ngưỡng bản địa, minh chứng cho sự hiện diện và phát triển của vùng đất và con người nơi đây. Hiện toàn huyện có hơn 60 lễ hội lớn nhỏ, song đặc sắc hơn cả là lễ hội Chùa Đồng Tử Tiên Dung, hay còn gọi là lễ hội tình yêu, một lễ hội độc nhất vô nhị. Hàng năm, lễ hội diễn ra tại hai không gian văn hóa, đền Đa Hòa, xã Bình Minh và đền Hóa, xã Dạ Trạch. Đây là một khu di tích mang đậm tín ngưỡng văn hóa dân gian, có sự gắn kết chặt chẽ giữa tín ngưỡng dân gian và văn hóa nông nghiệp, văn hóa lúa nước. Đền Đa Hòa, xã Bình Minh là ngôi đền chứa đựng bên trong những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú và đa dạng, gắn liền với tên tuổi của tiến sĩ Chu Mạnh Trinh. Đền Hóa Dạ Trạch không chỉ là di tích mà còn là địa danh lịch sử gắn với tên tuổi của Triệu Việt Vương, hay còn gọi là Triệu Quang Phục, chống giặc Lương vào thế kỷ thứ 6. Tại đền Đa Hòa và đền Hóa, lễ hội truyền thống hàng năm được tổ chức đã có phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân địa phương, du khách gần xa. Và đây cũng là một trong những nguồn tiềm năng to lớn để Quế Châu phát triển du lịch. Theo sử sách đang lưu giữ tại di tích, cũng như qua lời kể của các cụ cao tuổi ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, xã Bình Minh, xã Dạ Trạch, huyện Quế Châu, vào thời vua Hùng thứ 18, ở bến Đa Hòa thuộc địa phận xã Vĩnh Hưng, có hai vợ chồng ông Trừ Cù Vân và bà Bùi Thị Gia sinh sống bằng nghề chài lưới. Hai ông bà sinh hạ được một bé trai đặt tên là Đồng Tử. Ngay từ nhỏ, Đồng Tử đã bộc lộ tư chất thông minh, học một biết mười và rất mực hiếu thảo. Năm 13 tuổi, không may mẹ qua đời, lại bị hỏa hoạn, trong nhà của cải đều bị thiêu rụi hết, chỉ còn duy nhất một chiếc khố. Hai cha con thay nhau mặc những lúc ra ngoài. Khi người cha bị bệnh mất, thương cha Chu Đồng Tử đã dùng chiếc khố duy nhất để khâm niệm cho cha. Vì không có khố che thân, chàng luôn phải ẩn mình dưới nước mỗi khi đi kiếm cá để sinh sống. Một hôm đang mò cá dưới sông, Chu Đồng Tử thấy đoàn thuyền rồng với cờ hiệu rực rỡ, đàn sáo rập rìu đang tiến lại gần khúc sông nơi Đồng Tử náu mình. Đó là đoàn thuyền của công chúa Tiên Dung đi du ngoạn. Thấy thuyền công chúa đến, Chu Đồng Tử bèn lên bờ nấp mình trong cát. Vô tình bãi cát chàng vùi mình trong đó lại được Tiên Dung chọn làm nơi quay màn để tắm. Khi nước dội xuống, Chu Đồng Tử lộ thân hình không mảnh vải che thân. Tiên Dung cho đó là cuộc gặp gỡ thiên định nên đã kết duyên vợ chồng cùng Chu Đồng Tử. Hai vợ chồng ở lại bên bãi sông tự nhiên cùng những người dân nghèo khai hoang mở mang đồng ruộng, mở bến chợ buôn bán sầm uất. Chàng thì đón các thương thuyền để trao đổi mua bán và kiếm cá ven sông, còn nàng thì cấy cày dạy cho nhân dân trong vùng chăn tằm dệt lụa, cấy lúa trồng khoai. Trong một lần theo thuyền buôn xa biển, Chu Đồng Tử được tiên truyền dạy đạo pháp và được ban một cây gậy trúc, một chiếc nón lá. Khi trở về, chàng đã truyền đạo pháp và làm phép quy cho Tiên Dung. Sau đó, hai vợ chồng Chu Đồng Tử và Tiên Dung đã đi khắp vùng để cứu chữa cho nhân dân. Một hôm, Đồng Tử và Tiên Dung đi qua cánh đồng nơi giáp danh giữa hai xã An Vĩ và xã Ông Đình thuộc huyện Quế Châu, thấy một người con gái có sắc đẹp lạ thường đang cấy lúa. Hai vợ chồng đến hỏi han thì biết nàng là con nhà gia giáo, giỏi nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Tiên Dung ngỏ ý muốn lấy nàng làm thiếp cho Đồng Tử. Tây Nương đồng ý, và thế là cả ba vợ chồng cùng nhau lên đường đi chữa bệnh cứu người. Một đêm sau khi làm phép cứu người trở về, ba vợ chồng Đồng Tử gặp mưa lớn không thể đi được, họ dừng chân. Đồng Tử cắm gậy trúc xuống đất, úp nón lá lên trên. Đến canh ba, tại nơi đó hiện lên một tòa thành quách nguy nga tráng lệ,
có kim đồng ngọc nữ, tướng sĩ thị vệ đông đúc oai nghiêm. Tin truyền về triều đình, vua Hùng lo sợ họ làm phản, vô cùng tức giận, truyền lệnh xuất quân hỏi tội. Thấy vậy, Chu Đồng Tử liền nhấc nón, nhổ gậy trúc lên, lập tức trời đổ mưa to, gió lớn, sấm sét vang trời. Ngay lúc đó, cả ba vợ chồng Đồng Tử cùng Thành Quách bay về trời, để lại nơi đây một đầm nước mênh mông. Hôm đó là ngày 17 tháng 11. Dân quanh vùng thương tiếc các ngài nên đã lập đền thờ và gọi tên đầm nơi các ngài hóa về trời là Nhất Dạ Trạch, hay còn gọi là Đầm Một Đêm. Khi vua cha biết được sự thật, công đức của họ đã truy phong là Thượng Đẳng Thần, cho tu sửa lại nơi thờ tự và ban chiếu nội trong các huyện Đông Yên. Đất nào ba vị ngày trước từng đi qua đều phải về đền hóa ở Yên Vĩnh để nghinh thần hiệu của các ngài về lập đền thờ. Truyền thuyết Chử Đồng Tử và Tiên Dung ấy đã không dừng lại ở chỗ là một sự tích, mà nó trở thành một cái chìa khóa, là một tụ điểm của thế giới tâm linh của dân tộc đó, là tứ bất tử, phi thương bất phú. Cho nên ông Chử Đồng Tử từ cái lúc ông là dân trại thì ông cái khổ không có để mà mặc, nhưng đến lúc mà kết hợp với bà Tiên Dung và phát triển cái thương mại ở cái vùng này thì tự nhiên nó đã tạo nên một cái sự giàu có nhanh chóng. Xưa kia, lễ hội Chử Đồng Tử Tiên Dung vốn là lễ hội hàng tổng, được diễn ra trên địa bàn hai tổng, Tổng Mễ gồm các làng Thiết Trụ, Bằng Nha, Hoàng Trạch, Đồng Quê, Phú Trạch, Nhạn Thác, Mễ Sở, Phú Thị, Đa Hòa. Ngày nay có thêm làng Đồng Quê và Tổng Vĩnh gồm các làng Yên Vĩnh, Đức Nhuận Thượng, nay thuộc xã Dạ Trạch, Đức Nhuận Hạ, Xuân Đình, Hàm Tử, nay thuộc xã Hàm Tử, huyện Khói Châu, Đông Tảo Đông, Đông Tảo Nam, Đông Kim, nay thuộc xã Đông Tảo, huyện Khói Châu. Lễ hội được tổ chức đến năm 1942 thì bị gián đoạn do chiến tranh và nhiều nguyên nhân khác. Đến những năm 1980, sau khi các di tích đền Hóa Dạ Trạch và đền Đa Hòa được Bộ Văn hóa xếp hạng là di tích cấp quốc gia, chính quyền và nhân dân các xã Dạ Trạch, Bình Minh, huyện Khói Châu, Mễ Sở, huyện Văn Giang đã khôi phục lại lễ hội theo đúng nghi thức xưa. Theo tục lệ, 3 năm mở hội lớn một lần, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch. Những năm không mở hội lớn, nhân dân địa phương vẫn tổ chức lễ hội nhưng với quy mô nhỏ hơn. Các nghi thức vẫn được diễn ra, đảm bảo sự trang trọng, thành kính để tưởng nhớ đến công lao của Đức Thánh Chử Đồng Tử cùng nhị vị phu nhân. Theo nghi lễ cổ truyền, lễ mộc dục và phong y được tiến hành trước khi mở hội từ 3 đến 4 ngày. Sáng sớm ngày 9 tháng 2, ban tổ chức lễ hội tiến hành làm lễ mở cửa đền. Nghi thức này do đội tế nam thực hiện với một tuần nhang, một tuần rượu, đọc văn tế để báo cáo với các vị thánh thần và mời các ngài về dự hội, phù trợ cho dân làng tổ chức lễ hội được yên vui, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, làm ăn thuận lợi. Phía bên ngoài đền, ban tổ chức lễ hội cũng tiến hành lắp ráp các kiệu và tập dượt cho các đội rước kiệu, đội kèn trống. Tổ tế nam chúng tôi làm nhiệm vụ là tế ngày mùng 9 là tế mở cửa đình, ngày mùng 10 là tế vào hội, và quan trọng nhất là có cái phần đọc chúc. Đọc chúc là phải có một người có cái trình độ, có cái giọng đọc hợp lý. Ngày 10 tháng 2 là kỷ niệm ngày sinh nhật của Hồng Vân Công Chúa, để tôn thờ các cái vị thánh giúp dân trong những cái năm mà hoạn nạn. Thế thôi, nhân dân ở đây là chiêm ngưỡng, là từ khi mà di tích văn hóa được xếp hạng thì chính quyền địa phương này là tổ chức đều đặn trong năm. Nên quy định 3 năm hội lớn một lần, còn 2 năm là mở cửa đình cho nhân dân khách thập phương đến chiêm ngưỡng. Mở đầu lễ hội tại không gian văn hóa đền Đa Hòa, ngay từ sáng sớm,
ngày mùng 10 tháng 2, lần lượt các làng Hoàng Trạch, Đồng Quê, Phú Trạch, Nhạn Tháp, Mễ Sở, Thiết Trụ, Bằng Nha, Phú Thị, Đa Hòa cùng nhau rước kiệu thành Hoàng Làng về đền Đa Hòa làm lễ bái yết và dự hội. Tùy theo vị trí, các làng gần hay xa mà bố trí thời gian cho phù hợp. Xưa kia trong lễ rước thành Hoàng Làng chỉ có 8 làng thuộc tổng lễ tham gia rước. Ngày nay có thêm làng Đồng Quê. Khởi kiệu đầu tiên là các làng Hoàng Trạch, Phú Trạch, Đồng Quê, xã Mễ Sở lần lượt được rước đến cửa đền Mễ Sở. Theo phong tục truyền thống, làng Mễ Sở là anh cả nên trước khi các làng rước kiệu sang đền Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Quái Châu dự hội thường phải rước qua cửa đền Mễ Sở để thực hiện nghi thức chào thành Hoàng làng Mễ Sở. Lúc này trên đê, đoàn rước các làng Thiết Trụ, Bằng Nha, Phú Thị đã chờ sẵn để giúp đê làng mình để nhập cùng vào đoàn rước, rước tới đền Đa Hòa. Trong quá trình rước, mỗi khi thành Hoàng làng các làng gặp nhau đều thực hiện nghi thức chào nhau. Đoàn rước của mỗi làng đều được sắp xếp theo thứ tự lần lượt như sau. Đi đầu là đội múa rồng, đội trống và đôi trai trẻ múa điệu con đĩ đánh bồng. Đi sau là phường bát âm, cờ thần, cờ hiệu. Kế tiếp là hương án, bát bửu, đội múa, sinh tiền. Sau đó đến kiệu thành Hoàng làng, đội tế nam, các cụ hai giới, nhân dân và du khách dự hội. Khi kiệu của 8 làng rước đến dốc ngự thuộc địa phận làng Đa Hòa, xã Bình Minh, lúc này đoàn rước làng Đa Hòa đã đứng đội sẵn để nghênh đón. Các đoàn rước gặp và chào nhau. 9 đội rồng của 9 làng nhập lại cùng nhau múa lượn và tiến hành vào đền Đa Hòa. Sau khi đoàn rước tới sân đền Đa Hòa, lần lượt các làng rước bát hương, đưa bài vị thành Hoàng làng mình vào đặt tại ban thờ hai gian bên trái và phải cung đệ nhị đền, xem đó như lễ bái yết đức thánh chử rồi dâng lễ vật. Lúc trở ra, 9 làng rước kiệu làng mình ngự vào hai dãy nhà lưu bằng để tham dự đủ các ngày lễ hội. Đúng 10 giờ, ban tổ chức lễ hội tiến hành làm lễ khai hội dâng hương. Ngay sau lễ khai mạc, đội tế nam của tổng lễ tiến hành tế lễ. Hòa chung không khí lễ hội đền Đa Hòa tại không gian văn hóa đền Dại Trạch, theo chương trình lễ hội, sáng sớm ngày 10 tháng 2, đoàn rước nước của xã Dại Trạch được cử hành từ đền Hóa tiến ra sông Hồng lấy nước. Đi đầu đoàn rước là đội múa rồng, tiếp đến là trống, đội cờ, bát bửu, chấp kích, đội múa bồng. Theo sau là các kiệu, kiệu chóe đựng nước, kiệu bế ngư thần quan là tượng một con cá bằng gỗ, đầu rồng, thân cá được sơn son thiếp vàng rực rỡ. Tiếp đến là chiếc kiệu rước gậy, có nón úp lên đầu gậy. Đây là biểu tượng gợi nhớ uy linh của Đức Thánh Chử Đồng Tử. Đan xen và đoàn rước là các đội tế, những cô gái trong trang phục truyền thống đi hộ giá kiệu. Khi đoàn rước ra tới sông Hồng, các kiệu và nghi trượng để trên bờ, chỉ có đôi rồng và kiệu khiêng chóe nước được mang xuống thuyền. Từ đây, một cuộc trình diễn du thuyền nô nước sôi động diễn ra trên sông. Lễ lấy nước được thực hiện ở giữa sông Hồng. Đây là nghi thức tâm linh đặc sắc, biểu tượng tín ngưỡng cầu nước của cư dân sống với nền văn minh lúa nước ven sông Hồng. Trước khi lấy nước, hai cụ cao niên dùng một vòng tròn được kết bằng vải đỏ thả trên mặt nước với ý nghĩa gạn hết bụi bặm của sông nước, lọc lấy những gì tinh khiết nhất của dòng sông. Các cụ dùng cáo dừa được sơn đỏ múc nước trong vòng tròn đó để đổ vào chóe. Nước được lấy xong, đoàn rước quay trở về đền theo cung đường cũ với đôi rồng dẫn đầu. Khi đoàn rước về tới đền, chóe nước được hai cụ cao niên kính cẩn dâng vào hậu cung đền. Đây là một truyền thống có từ thời xa xưa của người dân Dại Trạch. Nước được dùng để tế lễ cho đến kỳ hội năm sau. Những nghi thức trong lễ rước nước đền Dại Trạch như múa rồng, rước cá, rước nước đều có liên quan đến nước, một thành tố rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua nghi thức này, nhân dân muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, cấy cày thuận lợi, mùa màng bội thu. Theo quan niệm, năm nào việc lấy nước thuận lợi thì năm đó nhân dân trong vùng sẽ làm ăn thuận lợi. Sau khi chóe nước được đặt trọng thể trong nội cung thì ở bên ngoài, ban tổ chức tiến hành khai mạc lễ hội
với màn trống hội là sự hòa âm của khoảng 20 chiếc trống to nhỏ như một lời hiệu triệu đầy khí thế, báo hiệu một mùa lễ hội thành công, một năm mới với nhiều thắng lợi. Sáng ngày 11 tháng 2, tại Đền Đa Hòa, ban tổ chức lễ hội Đền Đa Hòa tổ chức rước nước trên sông Hồng. Tham gia rước nước là cộng đồng nhân dân 9 làng thuộc hai xã Bình Minh và Mễ Sở. Sau khi chủ tế thực hiện các nghi thức cúng lễ, xin rước chóe đựng nước ra sông. Đúng 8 giờ, đoàn rước bắt đầu khởi kiệu từ sân đền ra bến Đa Hòa, tiến ra sông Hồng lấy nước. Đi đầu đoàn rước là hai con rồng dài trên 20 mét do các thanh niên khỏe mạnh thay nhau múa dưới tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã linh thiêng. Đội tế nam của chín làng được sắp xếp đi cùng với kiệu chóe nước cho tới khi xuống thuyền. Đoàn thuyền rước nước bắt đầu ngược từ cửa đền Đa Hòa nối đuôi nhau tiến lên bến Mễ Sở. Sau đó xuôi mũi thuyền trở lại gần cửa đền thì dừng lại giữa sông làm lễ cúng thủy thần Hà Bá. Lễ vật dâng cúng thủy thần là vàng mã, hương, trầu, rượu và hoa quả. Sau bài khấn của ông chủ tế, đoàn rước tiếp tục hành trình xuôi theo dòng nước đến hết địa phận xã Bình Minh, quay trở lại cửa đền chọn chỗ nước trong nhất làm lễ lấy nước. Lúc này, đại diện 9 làng thuộc hai xã Bình Minh và Mễ Sở cùng nhau đứng xếp thành hai hàng, chuyển tay nhau múc 9 cáo nước đổ vào chóe. Khi thực hiện nghi thức lấy nước, vị đại diện đổ vào chóe phải quấn một dải khăn đỏ quanh miệng, tránh làm uế tạp tới nước thánh. Tay cũng được phủ qua lớp áo trùng dài để cầm cán gáo. Chiếc cáo múc nước sử dụng là cáo dừa, cán gỗ, sơn màu đỏ. Khi mở nắp chóe, người ta phủ lên miệng chóe một tấm vải điều rồi mới múc từng cáo nước đổ qua. Trong khi các vị cao niên thực hiện nghi thức múc nước, thì bên ngoài tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng với các bản tấu nhạc của phường Bát Âm tạo không khí âm vang cả một khúc sông. Sau khi lấy nước xong, đoàn rước lên bờ theo cung đường cũ, quay trở về đền Đa Hòa làm lễ dâng lên ban thờ Đức Thánh Trừ Đồng Tử và nhị vị phu nhân. Buổi chiều cùng ngày, ban tổ chức lễ hội tổ chức tế lễ tại đền với sự tham gia của đội tế nữ, đồng thời đón các đoàn khách thập phương về dâng hương dự hội. Các gia đình và dòng họ trong làng tự sắm lễ để dâng thánh, họ cầu mong được sự phù hộ độ trì của thánh thần một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, gia đình hạnh phúc, con cháu học hành tiến bộ, thi cử đỗ đạt cao. Mùng 12 hàng năm thì em cũng đều đến đây để lễ cho gia đình được mạnh khỏe an khang. Thế hệ trẻ chúng em được biết là những cái truyền thống yêu nước, những cái đạo hiếu, rồi là đạo làm người để cho những dân của mình và đặc biệt là thế hệ trẻ chúng em noi theo ạ. Tôi về lễ thánh để cầu may, cầu cho quốc thái dân an, cầu gia đình được hạnh phúc ấm no, con cháu học hành được tiến đạt. Chúng tôi về đây được hòa mình vào không gian của lễ hội, rất hân hoan mến khách tuyệt vời, lễ hội truyền thống tuyệt vời lắm. Lần đầu tiên cũng đi dọc khu ngoài cổng để vào ven sông Hồng, thấy cảnh quan rất là đẹp mà này, lễ hội này rất là đông và rất là có ý nghĩa. Về nhà thì tôi sẽ giới thiệu với tất cả anh em bạn bè cùng quê hương tôi sẽ có dịp và có thời gian sẽ đến lễ hội dưới Hưng Yên này. Đây là lần đầu tiên tôi đến với cả lễ hội Trừ Đồng Tử này. Tôi cảm thấy rất là vui và hào hứng vì được hòa mình vào không khí lễ hội ngày hôm nay. Quy mô lễ hội rước ngày hôm nay rất là hoành tráng. Lễ hội ngày hôm nay cảm giác rất là mới mẻ và tôi chưa được trải qua bao giờ. Cảm thấy rất là thích thú. Đúng rồi, 20 năm quay trở lại quê hương thì khi về quê gọi là được tham gia cái lễ hội này thực ra là gọi là nhiều cảm xúc lắm. Rất là vui và khi ở quê hương thay đổi rất nhiều. Và đặc biệt là cái nét đẹp văn hóa của vùng quê vẫn được giữ nguyên như rước nước rất là tuyệt vời. Cũng trong ngày 11 tháng 2 âm lịch, tại không gian văn hóa đền Dạ Trạch, ban tổ chức lễ hội tổ chức tế lễ tại đền. Ngoài đội tế của làng Yên Vĩnh, Đức Nhuận, ban tổ chức còn mời các đội tế trong và ngoài tỉnh như đội tế nữ các xã Tứ Dân, Tân Dân, Hàm Tử, Khoái Châu, Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ,
Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động cùng về đền tế thánh. Ngoài phần lễ, trong các ngày hội còn diễn ra phần hội hết sức sôi động và hấp dẫn như đi cầu kiều, chơi cà, bắt vịt, cơ tướng, đập niêu. Bên cạnh đó là các hoạt động diễn sướng như hát quan họ trên thuyền rồng, hát chống quân, múa bồng. Các hoạt động nói trên đã thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân và khách thập phương. Theo các cụ cao niên ở đây kể lại, điệu hát chống quân ngày trước được tổ chức vào dịp nông nhàn khi cây lúa đã xanh hoặc khi hạt thóc củ khoai đã nằm gọn trong nhà. Ngày hội chợ đồng tử cũng là dịp để người dân nghe hát. Nơi diễn ra thường là khu vực nội đền, sân đền hoặc là mảnh đất trống trong khuôn viên di tích. Những làn điệu chống quân thường được các nghệ nhân thể hiện là các bài hát cổ, bài chào, thách cưới, giao duyên, đố kiều mời trầu và một số bài hát mới sáng tác như chuyện tình đồng tử Tiên Dung, nhân duyên tiền định, dạ trạch hóa từ, quê tôi có triệu Việt Vương. Có thể nói hát chống quân trong lễ hội chùa đồng tử Tiên Dung là một nguồn năng lượng tiềm năng trong việc gắn lễ hội với phát triển du lịch. Hát chống quân thực sự đã trở thành một nguồn sinh khí mới thổi hồn vào lễ hội, tạo thành thế mạnh sản phẩm đặc trưng của lễ hội chùa đồng tử Tiên Dung. Cùng với các hoạt động nói trên, ngày 12 tháng 2 tại đền Đa Hòa, ban tổ chức lễ hội tiếp tục tổ chức một số các trò chơi dân gian và thi đấu thể thao như đánh đu, chọi gà, đập niêu, bịt mắt bắt dê, đi cầu kiều, thi đấu cầu lông. Đặc biệt nhất là hoạt động thi múa rồng giữa các làng để phục vụ nhân dân trong vùng và khách thập phương từ khắp nơi về dâng lễ. Đúng 2 giờ chiều, ban tổ chức lễ hội làm lễ bế mạc, các làng làm lễ bái thánh rồi xin rước kiệu thành hoàng làng mình hoàn cung. Thứ tự đoàn rước giã được sắp xếp theo thứ tự như ngày mùng 10 tháng 2. Tuy nhiên, đoàn rước làng Đa Hòa sẽ được rước ra trước, đứng chờ sẵn tại đầu làng để chào thành hoàng làng, các làng ra về. Trong nội đền, dân làng làm lễ tạ khóa, lễ tạ của một khóa hội. Đây là một nghi thức không thể thiếu trong ngày hội đền Đa Hòa. Còn tại đền Hóa Dạ Trạch, ngày 12 tháng 2, địa phương tổ chức lễ rước phát du. Đây là nghi thức chính không thể thiếu được trong lễ hội đền Dạ Trạch. Đúng 8 giờ sáng, kiệu Đức Thánh cùng các kiệu nhị vị phu nhân, kiệu nón và cậy, kiệu bế ngư thần quan cùng nhau khởi hành từ đền Dạ Trạch. Cuộc dạo chơi của các thánh có đội múa rồng dẫn đầu và ban nhạc lễ tấu khúc lưu thủy hành, đội múa sinh tiền, đội múa bồng và các thiếu nữ theo hầu. Tiếng trống, tiếng nhạc bát âm, sinh tiền rộn rã khắp các nẻo đường. Mỗi khi đoàn rước đến đâu, lại có dân làng ở khu vực đó nhập vào đoàn rước, nên đã tạo thành một cuộc diễu hành rầm rộ. Xưa kia, cung đường rước của đoàn rước phát du khá rộng lớn, đi qua nhiều làng thuộc địa phận Tổng Vĩnh xưa. Đoàn rước tới làng nào thì làng đó sẽ chuẩn bị một ban thờ đặt tại đầu làng để nghênh đón thánh cùng lễ vật để tạ ơn. Thông thường đoàn rước sẽ dừng chân ở đình Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, một di tích thờ Đức Thánh Trử cùng nhị vị phu nhân, và giữa hai làng có tục giao hiếu. Cũng có năm đoàn rước dừng chân tại đình làng Đông Kim thuộc xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, quê của Hồng Vân công chúa, để làm lễ ở nhà ngoại. Những năm gần đây, phạm vi đám rước chỉ diễn ra trong địa phận các làng thuộc xã Dạ Trạch, qua khu đầm Nhất Dạ và dừng chân tại đình Đức Nhuận để tế lễ. Buổi chiều, đoàn rước phát du quay trở về đền Dạ Trạch. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc lễ hội. Cùng lúc đó, phía trong đền, đội tế nữ đền Dạ Trạch thực hiện nghi thức tế tạ để tạ ơn các vị thánh thần đã phù trợ cho dân làng tổ chức một mùa lễ hội thành công và cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người dân trong làng khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi. Vào ngày 13 hoặc 15 tháng 2 âm lịch, đội tế nam đền Dạ Trạch làm lễ tạ khóa hay còn gọi là đóng cửa đền, rước ngay bài vị nón và cậy tượng bế ngư thần quan về lại hậu cung đền, đồng thời xin cất đi những đồ của thánh như cờ, trống, chiêng, các đồ tế khí, đóng cửa đền và kết thúc lễ hội.
Có thể nói, lễ hội Chùa Đồng Tử Tiên Dung là lễ hội độc nhất vô nhị, bởi thông qua lễ hội đã phản ánh được quá trình lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất và con người nơi đây. Đó chính là bức tranh chân thực về đời sống phong phú, sinh động của người Việt cổ vùng đồng bằng Bắc Bộ trong quá trình khai phá đầm lầy, phù sa ven sông Hồng, thành đồng ruộng màu mỡ phì nhiêu từ hàng ngàn năm trước. Lễ hội không chỉ cung cấp những tư liệu quý cho các nhà nghiên cứu văn hóa, mà còn là nguồn sử liệu phong phú về lịch sử xã hội, con người, phong tục tập quán của cộng đồng cư dân nơi đây. Không chỉ vậy, lễ hội Chùa Đồng Tử Tiên Dung còn là môi trường gìn giữ và thực hành nhiều nghi thức, nghi lễ, nghệ thuật truyền thống như tế lễ, rước nước, rước kiệu, múa rồng, múa sinh tiền, múa bồng, hát chống quân, ca trù, v.v. và nhiều trò chơi dân gian mang tính tập thể, phản ánh rõ nét tín ngưỡng đặc trưng của cư dân nông nghiệp lúa nước. Bên cạnh đó, lễ hội Chùa Đồng Tử Tiên Dung còn mang giá trị văn hóa sâu sắc là bài ca về lòng hiếu thảo, đề cao vai trò của người thầy thuốc, phản ánh ước mơ bình dị của người dân trong xã hội phong kiến với mong muốn được tự do, yêu đương, tự do hôn nhân, vượt khỏi lễ giáo, phong kiến, thể hiện khát vọng được bình đẳng dân chủ của mọi người dân lao động. Đây không chỉ là huyền thoại về tình yêu, mà còn là bài ca về lòng hiếu thảo, về đạo làm người, làm minh chứng của nền văn minh lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ hội Chùa Đồng Tử Tiên Dung là lễ hội tình yêu độc nhất của cả nước, một lễ hội độc nhất vô nhị, một địa chỉ du lịch tâm linh vô cùng hấp dẫn trên quê hương xứ Nhãn.